Chúng tôi xin chào mừng toàn thể quý khán giả đã đến với kênh truyền thông bóng đá Phổi miền Tây. Và chúng ta đang có mặt tại sân bóng Thới An. Cụm sân TNG Thới An ngày hôm nay sẽ diễn ra trận cầu giao hữu giữa các thủ Anh Tú FC và đội bóng sân khấu Việt FC. Hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Các thủ bên phía đội bóng Anh Tú FC đang có những pha xoay sở, có tình huống phối hợp rất hay và đây là khoảng trống lớn dứt điểm. Cũng đã rất căng của số 76 nhưng không có bàn thắng dành cho các thủ bên phía đội bóng Anh Tú FC. Cơ hội trở lại với các thủ áo tỏ, thêm pha đối mặt dứt điểm, vẫn chưa có bàn thắng dành cho các thủ bên phía đội bóng Anh Tú FC. Bạn ơi, thêm pha đối mặt đường chuyền không được, tình huống kết thúc ở cự ly gần vừa rồi lại đi vọt xa. Đức Tâm là cầu thủ sở hữu cú đá đầu tiên trong trận đấu, tình huống tạo nên sức uy hiếp khá đáng kể. Thêm cơ hội dành cho các thủ áo đỏ có thể dứt điểm, khoảng trống kết thúc không được, cú đá vẫn đi vọt xa. Khoảng trống nữa, đây là cơ hội đối mặt nữa dành cho các thủ đỏ, vẫn không thể có được pha dứt điểm chuẩn xác. Thái Nguyễn sân khay những pha xoay công ba rất khéo, đây là công hóa đường chuyền ngang, pha không chế tốt, pha không chế và cuối cùng cũng đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ áo đỏ sau rất nhiều những nỗ lực. Cuối cùng thì họ cũng đang có được pha kết thúc thành công. Tình huống dứt điểm ở khá cẩn thận trong cơ hội vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại tình huống vừa rồi để xác định xem cầu thủ ghi bàn. Pha chuyền dài khá hay, cơ hội không bao. Thêm pha dứt điểm nữa không bao. Hai cú đá liên tiếp của các cầu thủ áo xanh. Tiếp tục là số 10 đang có bóng. Đường chuyền rất hay. Cú đánh đầu chiến thuật không được, pha dứt điểm bắt đầu tiếp theo thì lại hơi thiếu cảm giác. Họ vẫn lấy bóng thành công. Vẫn còn. Thêm đường chọc khe rất thoáng và xử lý một chạm. Vẫn còn, cứ tung đi. Và tỷ số đã được gỡ hòa 1-1 dành cho các cầu thủ bên phía sân khấu Việt FC. Tình huống tận dụng thời cơ rất nhanh của cầu thủ áo số 8, đó là vị trí của Đại Lợi. Các thủ áo xanh đã tận dụng thời cơ của mình trong tình huống mà hàng phòng ngự bên phía đội bóng Anh Tú FC đã phòng ngự tương đối lỏng lẻo. Và Đại Lợi đã tận dụng cơ hội khi bóng bất ngờ đến với vị trí của anh. Và dứt điểm cẩn thận, không cho thủ thành đối phương một cơ hội nào để ngăn cản. Cơ hội phản công trở lại, Tiến Sinh đang cầm bóng. Và đội bóng của số 97 được chọc khe, cơ hội dứt điểm. Tỷ số là 2-1 dành cho các cầu thủ áo đỏ và người dứt điểm vừa rồi là vị trí của Minh Tân. Cầu thủ áo số 15 đã có pha băng lên chính xác để nhận đường chuyền đến từ người đồng đội và kết thúc sâu kim thủ thành đối phương để mang lại bàn thắng thứ hai dành cho đội bóng Anh Tú FC. Một lần nữa thì các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ lại vượt lên dẫn bàn trước đối thủ của mình. Vẫn còn thêm đường phân bóng dài. Tiến Sinh và dứt điểm khá khó chịu của số vừa rồi thì bóng đã dội sang ngang. Số 97 vừa đưa ra một tình huống kết thúc khá bất ngờ và nó xin chúc cửa đã mang lại bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Anh Tú FC. Bởi vì còn thiếu điểm trước độ chính xác, họ có nhiều những thời cơ tấn công tốt hơn và đây là một cơ hội nữa dành cho các cầu thủ đó. Tỷ số đã được nâng lên 3-1 dành cho các cầu thủ Anh Tú FC ở ngay đầu hiệp 2. Những giây đầu tiên, cuộc thi đấu đầu tiên của hiệp 2. Và bàn thắng lại thuộc về vị trí của số 13, người đã mở tỷ số ở trận đấu và ghi bàn giúp cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ dẫn trước với khoảng cách 2 bàn vào lúc này. Tình huống lập công là của Văn Trường. Cú đá rất khó chịu, bóng lại dội vào xa ngang. Xin chúc mừng thì thêm một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ đỏ với cú cứa lòng rất hay của Ngọc Duy. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý của cầu thủ áo số 23 bên phía Anh Tú FC. Một tình huống cứa lòng đưa bóng đi rất khó chịu. Xin chút nữa thì tỷ số đã là 4-1. Đại Lợi vừa rồi có pha xử lý không thành công. Anh là người sở hữu bàn thắng gỡ hòa và đây là thời cơ nữa dành cho các trường sân xanh, dứt điểm không bao. Như vậy thì vẫn có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng FC sân khấu Việt. Tình huống dứt điểm tưởng chừng không thể đánh bại được thủ thành bên phía đội bóng đỏ nhưng bóng vẫn đi vào lưới. Sau khi thủ môn bên phía đối phương đã cản phá nhưng anh không ngăn chặn được hoàn toàn và Park Aska là người ghi bàn. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3 dành cho các cầu thủ bên phía FC sân khấu Việt. Thêm quả đá phạt góc, cú đánh đầu rất nguy hiểm, bóng lại đi ra ngoài sau tình huống băng cắt vừa rồi của các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh. Trong lúc mà chúng ta xem lại bàn thắng của các cầu thủ bên phía đội bóng FC, xin lỗi bạn, pha tấn công của FC sân khấu Việt thì đội bóng Anh Tú đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 4-2. Bạn cũng sẽ không phải bỏ lỡ tình huống vừa rồi. Bàn thắng lại là cú Văn Trường. Chúng ta một lần nữa chứng kiến lại pha lập công của các thủ đỏ trong tình huống mà đội bóng áo đỏ đã chuyển trạng thái rất nhanh. Các cầu thủ bên phía đội bóng Anh Tú FC họ duy trì được một cách biệt tương đối an toàn. Thêm một thời cơ nữa dành cho các chân sút bên phía đội bóng Anh Tú FC, dứt điểm chéo góc không vào. Cơ hội đá bôi. Sự bóng là Quang Huy. Cú đá thẳng nhưng không đánh bại được vị trí của thủ thành bên phía đội bóng FC Anh Tú.
tình huống cơ hội xuất chút nữa đã được các cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh chuyển hóa thành bàn thắng với pha dứt điểm rất căng. Đối phương vẫn đang theo kèm rất quyết liệt đối với vị trí của số 2 nhưng anh vẫn thoát pressing thành công. Và đây là cơ hội trở lại với các cầu thủ đỏ Minh Tân. Pha đi bóng của số 25 dứt điểm không vào. Tình huống kết thúc rất tốt nhưng vẫn chưa đủ hạ được thủ thành bên phía đội bóng FC sân khấu Việt. Minh Tân chưa thể lập được cú đúp bàn thắng. Chúng ta cùng xem lại pha đi bóng và kết thúc của số 25. Và đá phạt góc tiếp theo dành cho các thủ đó cơ hội nữa dứt điểm. Tỷ số đã là 5-2 rồi. Pha ghi bàn nâng tỷ số lên. Có lẽ lại thuộc về vị trí của Văn Trường. Số 13 đang rất có duyên. Bàn thắng thứ tư của cá nhân Văn Trường trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta cùng theo dõi lại pha đá phạt góc dẫn đến bàn thắng của Văn Trường sau tình huống cắt bóng hụt của hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo xanh. Văn Trường, không phải đó là Ngọc Nhi, pha phối hợp hay. Minh Tân. Cơ hội nữa, vẫn còn, bóng vẫn đang trong tầm kiểm soát của các cầu thủ đó nhưng đã có tiếng còi của trọng tài vang lên trước đó. Bàn thắng đã không được công nhận. Và người thành công, cơ hội không được, pha dứt điểm lại đi quá thiếu chính xác của anh Thắng. Thời cơ rất tốt để cho các cầu thủ áo xanh có được một cùng lòng. Thêm đường truyền lên chính xác của số 7 dứt điểm. Thêm một bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Nam Tú FC. Một pha phối hợp rất nhịp nhàng. Tình huống kết thúc của các cầu thủ áo đỏ đã mang về bàn thắng kế tiếp. Đặc biệt lúc này đã được tạo ra lớn hơn. Minh Tân đã có được cú đúp. Đội bạn vừa ghi bàn trong tình huống vừa rồi không phải là Minh Tân mà là số 26, vị trí của Hồng Thức. Thêm đường bóng nữa dành cho các thủ thành của FC. Đức Tâm, những pha đập nhã liên tục của các thủ đỏ là đây là khoảng trống dứt điểm. Bóng lại đi ra ngoài trong tình huống vừa rồi. Đức Tâm, pha lên bóng nữa dành cho thủ FC. Cộng hóa, pha đập nhã và đây là cơ hội nữa dành cho số 76 dứt điểm. Bóng vừa rồi đã dội công dọc. Suýt chút nữa thì có thêm một bàn thắng nữa dành cho đội bóng áo đỏ. Tình huống mà họ đã thiếu may mắn. Lần thứ hai thì khung thành đã cứu thua dành cho các thủ bên phía đội bóng FC sân khấu Việt. Cơ hội tiếp theo. Pha dứt điểm rất cố gắng nhưng vẫn không có bàn thắng dành cho vị trí của số 17. Khoảng trống đưa bóng xuống đáy biên căng ngang. Bóng vẫn chưa được đưa vào lưới, vẫn còn thêm cơ hội. Pha xử lý rất bình tĩnh nhưng vẫn không có bàn thắng nhưng trọng tài đã cắt còi. Phạt nền dành cho các thủ bên phía đội bóng Anh Tú FC, một tình huống chơi bóng mật hay lộ liễu trong vòng cấm địa. Chúng ta cùng xem lại tình huống mà cầu thủ bên phía đội bóng áo xanh đã hóa vai trò của thủ môn. Cú đá đơn giản và chính xác của các thủ áo đỏ. Thêm bàn thắng nữa dành cho các thủ Anh Tú FC. Bàn cách đã là 5 bàn. Bàn thắng thuộc về vị trí của đội trưởng Thái Nguyễn. Tiếp tục thời cơ tiếp theo dành cho các thủ áo xanh lên bóng. Chúng ta cùng xem lại quả đá phạt nền chính xác của số 19 để mang về bàn thắng thứ 7 dành cho các thủ Anh Tú FC. Thêm một bàn thắng dành cho các thủ bên phía FC sân khấu Việt. Sau những nỗ lực họ cũng đã có được bàn thắng thứ 3 với việc rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 bàn, nhưng những việc còn lại của các thủ bên phía đội áo xanh vẫn còn rất nhiều thì khoảng cách giữa hai đội vẫn là khá lớn. Chúng ta cùng xem lại pha áp sát vừa rồi và tình huống kết thúc thành công là của anh Thắng. Lại là số 44. Thêm pha dứt điểm. Cột 2 không được, pha chạm bóng cẩn thận không thành công của Tín BK. Phục lòng, bóng trở về với các thủ đỏ, đường chuyền lên khá hợp lý. Cơ hội phản công nữa dành cho các thủ bên phía đội bóng Anh Tú FC, đây là công hóa. Dứt điểm và kết thúc đi ra ngoài của cầu thủ áo số 10.